Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm 18 ngày 19 tháng 7 năm 2024 được dự báo như sau. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực vùng núi thấp, khu vực này nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, độ ẩm trung bình 85%.